Cho nên ngài diễn gia cũng nói đại ngộ bất cô di chữ tiếp. Nếu mà người đã được đại ngộ rồi đó thì tất cả đều là tự tánh, thì lúc đó đó thì làm cái gì á cũng được à. Nếu mà mình chưa có tối đó thì là không được à. Nếu mà mình nói bại là cũng là phải mà là cái tội mà đọa địa ngục đó à, chứ không phải là trời à. Thì mình chưa tới đó thì phải mà cần giữ giới à, không thôi đó thì phải mà phạm giới thì phải theo cái mà tội tha giới mà xuống địa ngục, cũng như mà cái tội mà pa la di đó là hạnh nhất đó, phạm một lần đó phải đọa địa ngục mà sinh 121 ức năm. Một ức là một muôn muôn đó, nói tiếng Việt không biết nói làm sao á. Mà 921 ức à, thì cái thời gian đó không biết dài bao nhiêu ha. Chứ không phải là trời. Mà tôi cái mà hạn phá tội mà cấp thứ sáu là rất nhỏ rồi đó, cũng phải đọa địa ngục mà mấy chục vạn năm cho mấy trăm vạn năm à, chứ không phải là trời đâu à. Thì cái luận thứ hai này theo cái nhã giải đó thì có lý, nhưng mà trong phong thiền sư á thì nó không được, phải quyết à, cái lời quyết là rồi à, khoan hả à, cái chuyện khoan hả đừng có nói à, nói thì nói là cái đoạn thứ hai này nói là thiệt rõ ràng linh đạt, nhưng mà Nghiêm La Đại Vương á thì là chuyên muốn bắt những người mà nói cái lời nói vậy đó à, mà lẽ mà đánh cái đại sắc đó à. Và bây giờ đó xin hỏi cái loại hại đó ở chỗ nào à, thì phải tự mình về nhà mà à, kiểm điểm kiểm thảo. Mà cái chỗ này nói mà cách tự mà quy gia đó, cái quy gia này đó là chỗ à, quy về cái nhà tự tánh của mình đó, thì mình chỉ giờ đó tham thiền á, tham tới mà ngộ á thì tức là về nhà đó an ổn á, ngồi trong nhà á à. Mà lúc đó thì là rõ ràng à, lúc đó mới biết à. Nhưng mà bây giờ đó nếu mà nói lời nói của tổ nói vậy thì mình mà cũng bắt chước nói vậy đó thì Nghiêm La Vương mà bắt ra đâm cải sắc á, thì lúc đó mà kêu trời kêu đất cũng không ai nghe à, cũng mà không khỏi được à. À. Mình phải à, phải biết à, đừng có mà nói lời của tổ nói vậy nên mình cũng à, bắt chước theo là không được à, mình phải ngộ, tự mình ngộ mới được à. Thì muốn ngộ thì phải tham à, bất tử mà tham mình tính ngộ thì tự mình sẽ biết à. Nếu mà chưa ngộ mà muốn bắt trước là không được à. À. Để biết tính hữu Nghiêm Lai tính hữu là tướng hoàn mất tứ tổng từ tham bắt cầu nguy tắc như lương niệm đóng việc phi tiền là nghĩ ta cái đoạn thứ tư trung phong thiền sư lấy bốn câu kệ để kết thúc cái hai câu tinh tâm bên này nói mà cô kinh cùng cực
bắt tùng quải tắc. Thì bây giờ đó, tùy cái tai mình đấy, đấy, hay là tùy cái miệng mình nói ra. Cái tai mình á, động tác để biểu thị cái miệng mình nói ra, à, để cho người ta hiểu, nói đi nói lại, à, mặc dầu á, cũng như mà bây giờ đó, máy bay hay là cái tàu á, đi ở dưới biển thì có cái mà cho bằng kim chỉ nam á, à, để làm cái tiêu chuẩn, à. Nếu mà có cái chỉ nam đó, tức là phải lột vào hai, à, thì có nam là có bắc, có nam bắc đông tây. Thì vậy nói là bắt tùng quỷ chất làm sao được, à, tùng quỷ tức là không có còn ngã đi. Không còn nhớ đi thì làm sao mà thân Việt Nam, thân Việt Bắc, à. À, nếu mà có cái bất đồng quỷ chất á, để ở trong bụng á, để ở trong tâm niệm á, lưu lại ở trong cái tâm niệm đó, thì mình lấy tay mà ra dấu hay là lấy miệng nói ra thì cũng lập vào hai ba, thì tôi nói đó, phải lập vào tới cua, à. Nói cái chân lý cao nhất cao hơn Phật cũng phải lột vào hai, lột vào ba, à, lột vào tiếp phút, à, chứ không phải là cái bổn tâm, tự tâm của mình, à. Thì chỉ còn có một cách là tham thiền khỏi cái nghi tình đó, mới là không lột vào tiếp phút, không lột vào cái hai và ba, à. Thì chỉ có cái nghi tình mới là không lột vào được, à. Thì tổ tư chỉ là khuyến khích mình càng phải cái tam mộ, muốn tam mộ thì càng phải tham thiền, à. Thì á, nếu mà lấy cái miệng mà biện tài nói giỏi á, nói khéo á, thì càng thêm hư vọng, à. Mà bắt chước tổ á, à, đưa cái nắm tay, đưa cái ngón tay, à, nó lưu ngón tay là nhất chỉ thiền, là giọng, à, là con chó ăn cướp của người khác, không phải là con chó tốt. Rồi cái tổn thương. Cái ngộ là vô tâm mình, à, chứ người khác thay thế không được, à. Thì muốn tâm mình ngộ thì phải tham thiền, à, phải quyết tử mà tham thiền đó mới được ngộ, à. Nhưng mà không á, cứ bắt chước cái mà động tác của tổ, à, bắt chước cái lời nói của tổ á, thì chỉ là làm thêm cái tội địa ngục thôi, à, chứ không có ích cho mình đâu. Thế tâm dẫn thở tác cao tức tượng dương ngồi có sư tử phản trịnh, chân bất diễm mỹ, thúc bất tàn, ta thúc bất tàn trực, nhi hữu trần như tôn giả, đường liên hiển toàn, tha tầng tám, giả tỉnh tỉnh, giả tỉnh tỉnh, giả bất quản mễ, tiểu tận nhị thập cử, đại tận tam thập, giả lai cập đệ tâm tâm, thấu quá tham nhân kinh trước, nhà tư lĩnh ngoại thoát sắc không, nhất thọ à hai qua tích cách. Hai câu tinh tâm mình khê tam bình đẳng sở tắc cụ thích đó. Thì đoạn thứ nhất rồi khai thị của Trung Phong Thiền Sư nói rằng mình á, người tham thiền á, thì phải học tượng dương và sư tử,
đừng có hướng ngoại, phải hướng trong tự tánh của mình. Thì cũng như lời của tổ sư á, cái thí dụ đó, một người mà luyện ra cục xương á, thì con to á lủi theo cục xương mà căng, còn con sư tử á thì không ngó tới cục xương mà hướng dẫn căng hại người đó. Cái người đó là gì? Người đó là tự tánh. Cục xương là gì? Cục xương là lời nói của Phật, lời nói của tổ. Nếu mà mình hướng vào cục xương để tìm hiểu hay là lễ ngộ vào cái cục xương đó thì là con chó. Nếu mà mình trở về đó, hồi cứu là trở về phản trận đó cũng là phản là trở về hướng vào tự tánh mà ngộ đó thì mới là tượng dương, tượng là con voi, tức là gió, dương là voa đó Thì tượng dương với sư tử là một thứ Thì mình phải học tượng dương và sư tử không hướng ngoài, trở về mình ngộ vào cái tự tánh của mình Thì cái chân đó không được mà không che được cái mũi cái cô queo đó không được mà giáo được cái sực cho nên á chân thì không sợ mũi, sực thì không sợ nó co bởi vậy cái co á không có giáo cái sực được Thì chỉ có cái mà con giả Kiều Trần Nhơ đó, lúc nam mà ngồi ở trong khám mà do cái tùng mà làm ra đó, cũng như mà giả tạng dân đó, thì lúc nam cũng ngồi ở trong khám nè thì người nó nói nó mà tỉnh tỉnh hay là tịt tịt thì cũng được, mà người ta làm cái gì nó cũng không biết tới người ta lại cúng nó cũng không biết tới người ta không cúng nó cũng không biết tới người ta làm thiện nó cũng không biết tới, người ta làm ác nó cũng không biết tới người ta lại biết nhiều lồ lại cúng nó cũng không có mừng, người ta lại chửi mắng trước mặt nó cũng không có giảng thì cứ mà một ngày qua một ngày, một tháng nhỏ thì là 29 ngày, tháng lớn thì là tháng lũ là 30 ngày thì là cứ vậy ngày tháng trôi qua cái gì cũng là không có biết tới thì mình tham thiền cũng phải vậy ngoài cái nghi tình á cái gì cũng không biết tới cho đến mà vọng tưởng cũng không biết tới. Thì tôi thường thường nói đó, vọng tưởng nổi lên bao nhiêu đó, nhiều chừng nào đó mình cũng mặc kệ, không biết tới. Không những mà không biết tới đó, bởi vì cái nghi tình mình á là cái chỗ automatic, nó là tự động quét hết tất cả. Không những mà quét cái vọng tưởng, có vọng tưởng nó cũng quyết, không có vọng tưởng nó cũng quyết thì cái gì đó không cần biết tới. Cái chân lý cao hơn Phật nếu mà biết tới đó thì cũng là sai lầm cũng là vọng chỉ cần biết cách phải nào đến khỏi nghĩ định mà thôi thì vậy đó, tham tới mà chừng nào đó thi đạo á cái bằng cặp đệ, tức là thi đạo đó là chân tăng, cái hàng bốn chữ mà cặp đệ tam không đó thì là chân tăng. Thì tôi nói đó, cái chổi automatic là nghi tình, quyết tôi nó trống rỗng với tôi mà cái tam đó không, tức là sạch hết rồi đó thì là thi đạo, tức là chân tăng cặp đệ, để tức là chân tăng
thì lúc chứng tánh rồi đó thì là thâu qua cái mà cái chướng ngại mà kêu bằng kinh cắt ra hết, rồi những cái gai á, à kêu bằng xăm sang kinh cất á, à bốn chữ xăm trên kinh cất xăm thiên là nó cái xe trời đó, à cũng như mà cái kinh cất á, cái gai ấy đó, cái sự chướng ngại đó là cùng kê tới trời. À cái đó là gì? Cái đó là cái bệnh chấp thật của mình, tức là cái vọng tâm của mình. Nếu mà mình á tham tới đoạn lực chân tâm á thì cái mà chướng ngại á trong vọng tâm đều quét sạch hết á, à thì tức là thu qua cái mà tham chen chuyên cất đó, à thì tất cả chướng ngại đều quét sạch hết. À nếu mà mình thấy đó chưa đó thì bây giờ mình đi tới lâu đó thì cũng bị cái mà chướng ngại, à là chướng ngại không phải là ở ngoài cái tự tâm của mình, à là cái bệnh chấp thật của mình. À cũng như Lai Quả Thiền Sư nói đó, bây giờ mình chưa chứng tánh thì là con mắt mù thì không thấy đường, à lập nhầm cất cho nó tốt lắm, à đó là lập cho được tốt. À tại hồi nhỏ mới ra đời là con mắt mù cũng không biết cất cho là cái gì, à lập được cất cho tưởng là lộn được cái lột tóc rồi đó. À thì á bây giờ á nếu mà mình được mà chứng tánh á thì là con mắt nó mở, à thì bây giờ muốn con mắt mở thì phải tham thiền. À ở lại nói là hát trong mông là hai con mắt nó mở ra, à thì á ở ngoài đồng tất cả mình là rõ ràng hết, à đường đi mình biết. À thì á tự nhiên nó không có lập nhầm cước cho nữa, à mà cái hoa mai á là mùa đông á, nếu mà rơi trời mà rơi tiết nhiều á trời lạnh chừng nào đó cái bông đó nó nở đó, còn thơm chừng đấy. À cho nên lời của tổ sư á nói mà không trải qua một phen mà lạnh tới mà thấu xương của mình á thì á làm sao mà được cái mà cái thơm của bông mai đó thơm tới mà cái lỗ mũi của mình á. À thì bây giờ mình tham thiền cũng vậy, nếu mà không hạ khẩu công mà tham á, à qua một thiền mà cực khổ á thì làm sao mà được chứng tánh. À thì cái này là cái thí dụ đó. À thì á tổ sư nó khai thị cho mình phải mà răng, à quyết tử mà tham, à môi mà được mà cũng như mà qua cái mùa đông mà tiết mình thiệt lạnh đó, lạnh tới mình chịu không nổi thì mới được cái mà mùi thơm của mà hoa mai đó. À bởi vậy đó trời lạnh chừng nào đó cái thơm hoa mai nó mình cái mùi thơm chừng đấy đó. À thì bây giờ mình tham thiền cũng phải mà khẩu công mà chịu cực khổ, à cũng như mà chịu cái trời lạnh vậy đó, à mới mà mình được mà chân tâm thật, mới được đặt đến tự do tự tại mà giải thoát tất cả khổ đó.
tư đạo, thế tâm bình đẳng, sở tác, công đức, giả giả giả, dẫn giáo, trung đạo, thị pháp bình đẳng, do hữu ba cao hạ, ví như thị ngân, đọa địa, đại giả, đại chiêm, tận đại địa, cánh na do hữu bất pháp, bất ca giữ tự tâm tương ưng giả, như lai thành đạo thời, hồi quan tích thanh đa kiếp, sở tu hành hạnh nghiệp, giai như quyển hoa mộng quyển, việc vô tác giả, việc vô bất tác giả, sở dĩ danh tu tập không qua phạm hạnh, kiến tạ thị ngoạn và thị nguyện đạo đà, hàng hậu cảnh trí ma quân, thành tựu mộng trung thật sự, nương do thử tâm dị liệu, ư bình đẳng trung kiến bất bình đẳng, chỉ trì bất bình đẳng, tác nhất thiết sở tác nho thị, nhi hưng yên địch thiết nhiên giác chân, tánh tự bình đẳng do bình đẳng giả thiết, đá bình đẳng tiện hiệp thiết, tam thập nha trụ trượng cánh dẫn, sức hứa đa tri giải, chuyển kiến bất nghe bình đẳng giả. Đoạn thứ hai đó, lời của tổ sư nói mà khế tam bình đẳng sở tắc cô thích đó, con tức hả? Con tức theo á, người mà nhã giải thì giải rằng mà giảng chứng trong kinh nói hai câu là thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, là hai câu này đó là ở kinh Pháp Hoa, là kinh Lăng Nghiêm đó. Thì cũng như mà cái thủy nhân á rớt xuống lát á, thì cái cục lớn á thì cũng tròn lớn, cái cục nhỏ thì cái tròn nó nhỏ, và kêu bằng đại giả đại dâm, tiểu giả tiểu dâm. Ở trong này đó, người chép đó, nó xúc cái bông sữa tiểu giả tiểu dâm, nó thêm ở sao à. Gian là tròn á, tức là cái chữ nhân á, mình nếu mà mình lỏ xuống lát á thì nó thành nhiều cục lắm, một lớn là nào nó cũng tròn hết á, lớn là tròn lớn, cục nhỏ là tròn nhỏ. Nhớ là cái tròn á, thí dụ là cái tự tâm thì tất cả đại địa khắp nào á cũng là tương ứng với tự tâm, không có một pháp nào không tương ứng với tự tâm. Quý vị là nhất thiết như tâm tạo, thì ở ngoài tâm đó không có pháp nào mà không có tương ứng với tự tâm. Cho nên đó, lúc mà Phật Thích Ca hành đạo á, trở lại á, thấy cái mà nhiều kiếp quá khứ, cái hạn nghiệp của mình tu đều là mộng quyển, không có người làm, cũng không có người không làm, không có tác giả mà cũng không có là không tác giả, cho nên nói rằng tu tập cái thầm hạn như mà hoa đóng trên không vậy đó, cũng như mà tọa cái đạo trăng như mà mặt trăng ở dưới nước vậy đó, đều là không phải thật. Hàng phục cái quần ma đó, cũng là ở trong cái gương kiến, cũng là chỉ có cái hình ảnh, cũng không phải thật. Hàng tự những cái thật sự cũng là ở trong kim bao, cũng không phải thật. Tại sao như thế?
Bởi vì đó, cái tâm mình chưa ngộ triệt thì á, cái vọng tâm hoạt động á, thì tạo ra lũ thơ, sanh tử luân hồi, vũ trụ vạn vật, nhất nhất đều vui cái tâm nó tạo ra. À, tự tánh á, là không có mấy cái đó. À, tự tánh giống là bình đẳng, à, bị tạo ra cái tất cả thì mới ở trong bình đẳng đó, mới thấy cái không có bình đẳng. À, vì cái không có bình đẳng đó, không bình đẳng đó, nó mới làm ra tất cả pháp. À, tất cả pháp đều do chỗ đó, do cái mà không bình đẳng, nó mới là đủ thứ sai biệt là sanh ra đó. À, cái lũ thứ sai biệt là do cái bệnh chấp thật của cái vọng tâm của mình đó. À, thì nói vậy là đúng, có lý. Nhưng mà Trung Phong Thiền Sư á, còn phải quyết. À, cái lời quyết đó là nói là Kim Viên Viết nói rằng cái tự tánh giống là bình đẳng. À, thì tự tánh giống bình đẳng á, thì không có là bình đẳng giả. À, không có người bình đẳng hay là không bình đẳng đó. À, vậy á, nếu mà nói hai chữ bình đẳng á, thì cũng nên đan ba chục lại. Thì tôi thường thường là ví dụ á, cái vọng tâm hoạt động, à, thì cái cảm giác sai lầm mới thấy vũ trụ vạn vật, mới thấy sanh tử luân hồi. Thì vô cái thân mình á, xoay chuyển thì mới cảm giác sai lầm, thấy căn nhà xoay. À, cái thân mình ngưng xoay chuyển thì căn nhà cũng ngưng xoay. À, ngưng xoay thì căn nhà xoay là không có bình đẳng, căn nhà ngưng xoay là bình đẳng. Thì nói căn nhà xoay cũng là sai lầm, nói căn nhà ngưng xoay cũng là sai lầm. Thì căn nhà nó có xoay hồi nào mà nói căn nhà ngưng xoay. À, thì bây giờ đó, nói đến mà bình đẳng là cũng là sai lầm, cũng là đang mà ăn gãi. À, vậy đó. À, thì nói hai chữ bình đẳng cũng còn không được, mà rồi còn giảng chứng mà bao nhiêu chi giải, à, giải thích cho nhiều thì lại thêm không bình đẳng nữa. À, lại càng thêm ăn thêm gãi nữa mới được. À, vậy đó. À, thì á, cái nhã giải đó, giải nhiều chừng nào đó là phải ăn gãi nhiều chừng đấy. Rồi bây giờ là giảng tới đây là hay là 4:35 à ha. Hả? Thì coi là nếu mà thằng chị cho hại con tôi chi tiếm quân á, rằng là tôi giảng tới 4:30 đó, còn nửa tiếng để cho mà đề ra cái vấn đề để giải đáp á. À, thì bây giờ đã qua cái 4:30 rồi. À, thì á, coi cái này để tuần sau á, để tiếp tục ha. Nếu mà giảng thêm thì hết cái giờ mà cho mình nói. Mẹ trước á, hai câu tính tâm minh, thế tâm bình đẳng, ở tắc, cô tức á, thì giải tới mà cái lần thứ tư, đến giờ, có giờ nào chưa? Bữa nay á, nó giải tiếp, cả 4 câu kể để kết thúc đó. À, 4 câu kệ này đó đều là tả cái sự mà sau khi chứng tánh đó đặt đến tự do tự tại đó, sau khi chứng tánh rồi mình tham thiền đó, tham tới chứng tánh rồi đó thì cái lượng đi đã hết rồi, khỏi càng mà hỏi nữa. À, mãi là
tức là nghĩ rồi, khỏi cần hỏi. À, trình độ là cái đường đi đó, à, đã đi hết rồi, khỏi cần hỏi. Tức là lúc đó là giờ lên cái nhà mà tự do tự tại rồi. À. Thì á, có chừng lúc đó, cũng như mà mình ở trong mà cái, một cái tòa mình á, cái tam tam là tòa đó, à, nằm cho nó đó, tôi đi ánh sáng mặt trời, à, là hình dung là tự do tự tại, tức là rõ ràng hết, à, không có cái nào mà không biết, không có cái nào mà nghi ngờ nữa, à, thì có chừng lúc đó đó, là ba phiền quỳnh diệu đó đều quên mất hết. Với vậy đó, chấp tam đã hết rồi, nếu còn chấp tam á thì mới có phân biệt mà quỳnh diệu hay là không quỳnh diệu. Tới lúc mà chứng tam rồi đó thì chấp tam á đã quên sạch rồi, à, thì tất cả muôn ngàn quỳnh diệu đều quên mất hết. À, trước kia học được bao nhiêu quỳnh diệu bây giờ cũng là hết rồi. À, với vậy tự tánh á nó là bất nhị, không có mà quỳnh diệu hay là không quỳnh diệu, à, thì chân thân rồi đó, đã tự do tự tại không có cái gì chướng ngại, à, quỳnh diệu cũng chướng ngại không được, à, bởi vì đã quên hết, à, lúc đó đó, suốt ngày, anh chẳng nhật là suốt ngày đó, suốt ngày đó, ở không, à, tức là tự do tự tại. Không có ai lợi mà làm phiền cho mình nữa, à, không có ai chướng ngại cho mình được, à, là tả cảnh làm cái cửa mà làm bằng tre nó không có ai lợi gõ cửa, à, không chút gì chút gì là cái cửa làm bằng tre, à, vô ngưng là không có ai, à, không có ai lợi mà gõ cửa lẽ mà làm phiền cho mình nữa, à, cái này là tả cái cảnh mà tự do tự tại đó, à, sau khi ngộ rồi đó, à, tự do tự tại, à, chứ không phải là thật mà không có ai lời gõ cửa, mặc dù có ai lời gõ cửa cũng chứng này không được, cũng như mà không có ai gõ cửa vậy, à, cũng làm gì cho mình không được, à, tức là ở trong phòng ao gì cũng là tự do tự tại, à, nhưng mà ở lại đó thì là tả cái cảnh vậy đó, à, là sau khi mình mà thăm thiền á, thăm tới chân tánh triệt để rồi đó thì là tự do tự tại không có tất cả chướng ngại, à, bởi vậy á, tới lúc đó là cái chấp tâm là biết sạch chân, có chướng ngại là do cái chấp tâm của mình, à, chấp thực mới sanh ra đủ thứ, à, có quyền có diệu, à, thì bây giờ đó đã ngộ triệt để rồi, quyền diệu cũng quên mất hết, à, không còn nữa, à, tất cả không quyền diệu cũng không còn nữa, à, là tất cả là tự do tự tại vậy. Tinh tâm mình hầu nghi tịnh tạng sanh tinh điều trật, dịch là hầu nghi dứt sạch, chánh tinh vững chắc. Lời khai thị châu cài cái cho giữa nhà, mèo bắt chuột, ngự kéo xe, thấy lữ biết trai, thấy nước biết ước. Tại sao đối với tự tam, mỗi mỗi tôi như vào hát. Nói nghi lại thêm nghi, nói chắc chồng thêm chắc. Chẳng cần nghi cũng đừng chắc, ai biết muôn ngàn sai biệt này, cả thanh hiền từ lai nhập. Rồi khai thị của ngài Trung Phong á, tất cả đều sẵn sàng,
trâu cải cai nè, chó giữ nhà nè, mèo bắt chuột nè, kéo xe nè. Thấy lữ là biết cái lữ làm trai, thấy nước biết nước là ướt. Tại sao tất cả mấy cái này biết hết mà đối với tự tâm mình á, thì mỗi mỗi điều đen tối như dầu hắt, tức là đen tối mịt mù không biết. Mấy cái kia ở ngoài đều biết hết, mà đối với tự tâm thì đen tối mịt mù không biết gì hết. Nó nghi lại thêm nghi, nghi tức là không hiểu đó. Nó chấp lại thêm chấp. Cứ gặp nào chấp đó, chấp thật đó. Bây giờ á, chẳng cần nghi cũng đừng có chấp. Ai biết muôn ngàn sai biệt này, tất cả thanh nhàn từ lai nhập. Bây giờ á, chấp đó là tại mê, nghi là tại mê. Vì mê mới có ngộ. Tất cả thanh nhàn đó là do mê mới có ngộ. Thì bây giờ mình cũng là mê, bây giờ mình tham thiền là đi cái đường đi đến tới chỗ ngộ. Thì tất cả thanh nhàn đều phải đi cái con đường này. Thì mình cũng bây giờ á, các bạn lòng tham cũng là đang đi cái con đường này, từ nghi đến ngộ. Cho nên nói là tất cả thanh nhàn từ lai nhập á. Lời nhã giải, tổ sư nói, hồ nghi tịnh tặng, chánh tinh điều trật. Hồ nghi dứt sạch á, thì chánh tinh vững chắc đó. Người nhã giải cho rằng, tinh có hai thứ. Tức là chánh tinh và tà tinh á. Tinh tự tâm là Phật, chẳng cào bên ngoài là chánh tinh. Chẳng tinh tự tâm là Phật, khỏi tâm tìm cào bên ngoài, dù có làm việc lớn đều gọi là tà tinh. Phải biết á, chánh tinh cũng có nghi, vì chưa chứng đắc nên phát nghi. Niệm nghi từ cạn vào sâu, lâu ngày không lui sụp, bỗng nhiên niệm nghi bùng nở, tất cả thấu rõ gọi là đại ngộ. Nên biết ngộ là quả của tính, tính là nhân của ngộ. Pháp sư Tăng Triệu nói, quả chẳng gồm nhân, vì nhân thành quả. Thế thì lúc tinh tức là lúc ngộ, lúc ngộ chẳng khác lúc tinh. Bài minh gọi là tinh tam, tinh là ý này vậy. Phải biết, người đại căn khí vừa nghe đề khỏi, như gặp vật cũ, thâu rõ nội tâm. Quần áo có thể quên mắt, quên mặt. Tánh mạng có thể xả bỏ, mà muốn bảo người ấy bỏ chánh tinh, dù chốc đắc cũng chẳng thể được.
Nên cổ nhân nói, giả sử bánh xe lử xoay chuyển đến đầu tôi cũng chẳng gì khổ này, làm mất Tam Bồ Đề. Cái niệm chánh tín nếu thật vững chắc như thế thì đâu có lẽ nào chẳng được thân chứng. Ngoài ra, nếu vô tà tín mà sanh nghi, nghi mãi không thôi, thì phải sanh khỏi kiến chấp đen đảo, đuổi theo cảnh duyên hư vọng, ác lọa địa ngục vô gian. Thì cái này nó rất khỏi giải á, quý vị nghe cũng hiểu á. Thì cái này là giải theo, tức là dùng cái lời nói, dùng lời nói văn tự để giải á, là cái kiến giải không có thể mà ngộ được cái bổn lai chân thật đó. Cho nên ngài Trung Phong đó, tịch nhã giải rằng, phải thì phải, nếu như tin tức là ngộ, thì ngộ phải động vào nguồn linh. Linh là tự tánh. Lá lộn vào nguồn linh thì cái chữ tin này còn đặt để ở chỗ nào? Nếu nói có chỗ lễ đặt thì xin chỉ ra xem. Nếu không chỗ đặt thì lời tổ sư cũng thành lời từ rồi. Cái nhã giải ở trên đó, phải thì rất là phải. Nếu như nói tin tức là ngộ, thì ngộ phải động với cái tự tánh đó, mình là tự tánh đó. Nếu mà lãng động vào tự tánh đó, nguồn linh đó, thì cái chữ tin này còn đặt ở chỗ nào? Tức là cái tin này là tự tánh rồi thì còn có cái tin mà đặt ở chỗ nào? Nếu nói có chỗ để đặt thì xin chỉ ra xem. Nếu mà không có chỗ đặt á thì lời của tổ sư thành lời thừa. Cho nên á, dùng cái lời nói văn tự á để giảng tả không thể được. Đuổi theo cái lời nói văn tự để hiểu cũng không được. Cần phải tự tu tự chứng mới được. Cái bài kệ kết thúc rằng, gốc tinh chẳng tranh khỏi hầu nghi, niệm nghi tăng rã tranh tinh khỏi. Lời nói rõ ràng được tương tự, cách xa tổ đình như chân trời. Nếu mà lưỡi theo lời nói đó, cái gốc tinh chẳng tránh mà sanh khỏi cái hầu nghi á, cái niệm nghi tăng rã thì cái chánh tinh sanh khỏi. Thì nói vậy rất là đúng, rất là phải, nhưng mà chỉ là giống thôi. Rồi nói rõ ràng được tương tự là giống. Giống thì giống, nhưng mà phải thì chẳng phải. Cho nên nói cách xa tổ đình như chân trời. Chúng trời gốc giảng nó còn xa lắm. Cho nên nói thì được,
nhưng mà phải thì chẳng phải. Cho nên chư Phật chư Tổ không muốn mình hiểu, muốn mình ngộ. Bây giờ cái năm 17 ha. Nhất thiết bắt lưu vô khả ký ức, dịch là tất cả chẳng lưu giữ thì không thể ghi nhớ. Lời khai thị: đại tam rộng như hư không, đại chi sáng như mặt trời, đại nghi như đống lửa hồng, đại pháp như rách tường sắt, vị lam tê tận sức thiết cũng chẳng thối lui, vị lức sơn thẳng tay đánh cũng chẳng chịu ngừng, cái cọc dây dư dựng sâu chắc